sạt lở đất nghi vùi lấp hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 337 ở Quảng Trị. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho hay hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 337 đóng quân tại Hương Hóa, Quảng Trị nghi bị đất đá vùi lấp sau sạt lở đất. Theo thông tin tại hiện trường, quả núi bất ngờ sạt lở vùi lấp nhiều người ở đoàn kinh tế quốc phòng 337 thôn Gợp, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị lúc 1 giờ sáng ngày 18 tháng 10. Dẫn thông tin từ Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, báo Quân đội Nhân dân cho biết có 5 đồng chí may mắn được cứu ra ngoài, hiện vẫn còn 22 đồng chí nghi bị vùi lấp. Lúc 6 giờ 20 ngày 18 tháng 10, có mặt tại hiện trường vụ sạt lở núi, ông Hàng Ngọc Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Phùng, nói diện tất sạt lở rộng hơn 1 hecta, đất đá ập xuống các khu nhà của đoàn kinh tế quốc phòng 337, nơi có nhiều quân nhân, hiện vẫn thấy một rô vết tất căn nhà. Từ 2 giờ sáng đến giờ, núi sạch lở liên tiếp 4 đến 5 lần, nổ như bom, cả quả núi trực chờ rớt xuống. Ông Dương nói, nhà chức trách chưa thể tiếp cận được hiện trường do hướng vùng đang mưa rất to, quả núi nhiều khả năng tiếp tục sạch lở. Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kinh tế 337 thuộc quân khu 4, thông tin ban đầu cho hay hơn 20 cán bộ chiến sĩ đang bị vùi lấp dưới lòng đất do thời tiết xấu nên những người tham gia đào bới để tìm đồng đội phải lùi ra tìm các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Lúc này, quân khu 4 đồng thời làm lễ viếng lễ truy điệu cho 13 liệt sĩ ở Trạm Kiểm Lâm 67 vừa cùng tỉnh Thị Thuyên Huế tìm kiếm các công nhân mất tích tại nhà máy thủy điện Rào Trang 3 và phải tiếp tục chỉ đạo để khắc phục hậu quả vụ sạt lở núi tại hướng Phùng. Tối qua, tôi đã lệnh cho tất cả các đơn vị đứng chân trên địa bàn quân khu 4, quân khu 5 tổ chức kiểm tra, nhưng chưa xong thì lại xảy ra sự việc này, Thượng tướng Phan Văn Giang nói. 6 giờ sáng nay ngày 18 tháng 10, trao đổi với phóng viên ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện ông cùng với đoàn công tác đang trên đường lên huyện miền núi Hương Hóa để xác minh một vụ sạt lở đất xảy ra tại nơi tiểu đoàn của sư đoàn 337 Đông quân. Lúc 4 giờ sáng ngày 18 tháng 10, ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xác nhận với phóng viên về thông tin xảy ra một vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị. Theo ông Đồng, thông tin ban đầu rất rít rỏi chỉ biết xảy ra ở địa bàn đóng quân của sư đoàn 337 khi sạt lở xảy ra, có hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này nghi bị đất vùi. Đến rạng sáng nay, do mưa lớn, địa bàn nguy hiểm, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường để xác minh các thông tin chính xác tới đâu, ông Đồng nói. Khu vực sạch lở xảy ra ở địa bàn đóng quân của sư đoàn 337, hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này người bị đất vùi lấp. Hiện tại, ông Hà Sĩ Đồng đang cùng cán bộ trực tiếp xuống hiện trường vô việc. Ông Đồng cho biết con số chính xác như thế nào chưa cung cấp được, phải đến nơi mới có thể nắm và thông tin thêm. Hiện có khoảng 200 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 968 đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại đây ngay lúc 2 giờ sáng ngày 18 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Tại đây, tỉnh Quảng trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hương Hóa, cho ông Hà Sĩ Đồng làm trưởng đoàn, cùng ông Lê Đức Tiến, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở ngành lên ngay huyện Hương Hóa để chỉ đạo ứng cứu, trên tinh thần huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia. Ngoài ra, tỉnh Quảng trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ. Theo ông Trần Hữu Hùng, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, đường vào hiện trường vụ sạt lở từ thị trấn Khe Sanh, huyện Hương Hóa đi vào sư đoàn 337 bị tắc cục bộ ở km số 5 và km 15, lực lượng chức năng đang tiến hành giải tỏa tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hương Hóa do ông Hà Sĩ Đồng làm trưởng đoàn cùng ông Lê Đức Tiến, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lên ngay huyện Hương Hóa để chỉ đạo ứng cứu trên tinh thần huy động tất cả lực lượng phương tiện tham gia. Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, quân khu 4 hỗ trợ. Cũng trong lúc này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hương Hóa cùng đoàn lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường, hiện đoàn cứu hộ đang cắt hiện trường 17 km sáng nay địa bàn huyện Hương Hóa, Quảng Trị có mưa lớn, khu vực này có nguy cơ sạt lở rất cao, hiện các lực lượng chức năng vẫn chưa tới hiện trường để xác minh được vụ việc. Trong khuya ngày 17 đến rạng sáng ngày 18 tháng 10, nhiều nơi tại Quảng Trị nước lên nhanh và ngập sâu. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người đăng tải nội dung cầu cứu. Lực lượng chức năng tại địa phương trong đêm đã tiến hành di tản nhiều người từ những khu vực nguy hiểm lên những nơi cao để trú ngụ. Trước đó vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 10, một vụ sạt lở đất cũng xảy ra tại huyện Thương Hóa, vùi lấp một gia đình có 6 người. Ban đầu lực lượng tại chỗ đã tìm thấy hai thi thể, những người khác đang tiếp tục tìm kiếm. Nghệ sĩ Cải Lương qua đời ở tuổi 44 và mối tình ấn biết với ca sĩ chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam. Nghệ sĩ Chinh Nhân, con trai của nghệ sĩ Bạch Mai và cố nghệ sĩ Đức Lợi được nhiều người nhớ đến bởi mối tình với nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam sinh năm 1970 tại thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nghệ sĩ Cải Lương Chinh Nhân có cha mẹ là cố nghệ sĩ Đức Lợi và nghệ sĩ Bạch Mai, em gái là nghệ sĩ Bình Tinh. Anh là cháu ngoại của ông bà Ngọc Huỳnh bầu đoàn Cải Lương Huỳnh Long. Tham gia đoàn đồng ấu Bạch Long từ nhỏ, Chinh Nhân được học ca hát, vũ đào, võ thuật và sớm bộc lộ là một nghệ sĩ triển vong. Nhưng để chinh phục có một cái nghề ổn định khi thời buổi khó khăn, cha anh muốn con trai đi học sửa xe máy. Nhưng Chinh Nhân đã không từ bỏ đam mê của mình mà xin cha mẹ tiếp tục gia nhập đoàn đông ấu, chỉ biểu diễn cuối thuần các vở, quan công đại chiến bằng đức, thần huyền quyến, san hà, xã tác. Cuối cùng, Chinh Nhân ngày càng vững bền nhờ nỗ lực mày dũa. Nghệ sĩ Chinh Nhân gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn Cao Quân Bảo trong vở Lưu Kim đến giải giá Thọ Châu và vai kép trong vở Kim Hồ Điệp. Với vai diễn An Dương Vương trong trích đoạn Rồng Thủy Mỹ Châu, Chinh Nhân đã nhận huy chương vàng triển vọng của giải thưởng Trần Hữu Trang và nối bước các nghệ sĩ đi trước như Thanh Tòng, Minh Long, Trường Sơn được giao đóng các vai khó Lý Đào Thành, Tô Hiến Thành trong các chương trình sân khấu truyền hình. Khi chương trình chuyên đề sân khấu giữ mãi cội nguồn được tổ chức cách đây không lâu, chân nhân được sự động viên ủng hộ của gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp để có tiền kiếm sống, Chinh Nhân từng có thời gian phải đi ca hát châu ở các tỉnh. Với anh, 25 năm đi ca hát là một quá trình phấn đấu không ngưng nghỉ, thậm chí có lúc làm bầu gánh bị thua lỗ. So với nhiều bản diễn cùng thời sớm nổi danh như Vũ Luân, Kim Tiểu Long, con đường Chinh Nhân tuy có trắc trở nhưng anh vẫn bền bỉ say nghề, hiêu nghề. Từng thổ lộ nguyện ước tái lập đoàn cái lương tuồng của Huỳnh Long, chiếc nuôi nghệ thuật đã đắp chiếu nhiều diễn viên nhưng rồi ước mơ đó của Chinh Nhân không thành hiện thực mối tình đau thương với nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam. Trước đây, nghệ sĩ Kim Tử Long từng gửi chân nhân xuống cho đoàn hát Lô Tô của đoàn Cát tiền, trước đây gọi là ca sĩ chuyển giới đầu tiên của Việt Nam, phải lòng Cát Tuyền sau một thời gian sống gần nhau, chân nhân ngỏ ý muốn cưới cô làm vợ. Trước khi đến với Cát Tuyền, nghệ sĩ Chinh Nhân đã từng cưới vợ là nghệ sĩ Bảo Ngọc. Họ có chung một người con trai, đó là bé Ngọc Cương, từng đóng vai bé sang trong vở Lá Sầu Riêng của nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương. Để san sẻ cuộc sống và cũng vì thương anh một mình nuôi con, nên Cát Tuyền mong họ lấy nhau để cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Sau 6 năm tìm hiểu nhau, đến năm thứ bảy họ quyết định tổ chức đám cưới. Nhưng vì những định kiến của xã hội thời đó, cuộc hôn nhân không được mẹ chính nhân ủng hộ. Vì làm đám cưới chuyển giới đầu tiên nên các tuyền chia sẻ, cô và nghệ sĩ chính nhân khi tổ chức hôn lễ rất khó khăn, thậm chí có cả công an đến vì đã lỡ mời khách nên cô khóc lóc van này. Cha mẹ chinh nhân muốn năn đi theo con đường ca hát, muốn năn có vợ con như người bình thường và không phải bám víu theo cát tuyền. Người ta còn nói các tuyền sống không thọ vì không có con và trải qua phẫu thuật nhiều.